Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lily trong vườn nhà đã nở đây. Tôi quay một cái clip ngắn để chia sẻ với quý vị những cái hoa Lily mới nở của vườn nhà. Cái Lily này nó là Lily quý vị nha, nó không phải là đê Lily đâu. Cái loại này thì nó trồng nó kén hơn là đê Lily, nhưng nó ra hoa thì cũng đẹp hơn. Đây xin giới thiệu với quý vị, cái này thì nó mới nở thôi. Quý vị thấy nó đẹp không? Nó mới nở, nó mở xen lẫn mấy cái cây cúc vàng. Nó là màu hồng quý vị. Cái nào mà nó nở, mà nó nở lâu quá thì cái màu hồng nó nhạt đi một chút xíu. Nó mới nở thì cái màu hồng nó đậm hơn. Để quý vị xem, nó còn là nụ rất là nhiều quý vị. Hoa này là nó mới nở thôi. Quý vị xem nụ của nó nè, nhiều ghê không? Trong vài ngày nữa thì nó sẽ nở hết. Quý vị thấy nó lại đã không? Đây là hết cái đám lily. Cái màu này, cái đám này thực sự ra nó còn có một số màu đỏ nữa quý vị. Nhưng mà màu hồng thì nó nở trước, màu đỏ thì nó nở sau một chút xíu. Mà cái loại này thì nó hơi kén đó quý vị, nó kén phân, mình phải bỏ phân nhiều hơn. Và cái khoảng một vài năm, cái khoảng 5 năm gì đó thì mình phải đánh cái củ nó lên, mình làm lại cái đất cho nó thì nó mới ra hoa. Nó khó hơn cái đê lily nhiều. Cái đê lily người ta trồng dễ lắm, đến nỗi mà những cái công viên người ta hay trồng, ta trồng loại đê lily nó dễ trồng. Cái này thì nó khó hơn chút. Giới thiệu với quý vị. Và đây thưa quý vị, hôm nay là lily màu hồng đã nở rộ ra đây quý vị. Quý vị xem, thấy nở thích quá luôn á. Tôi là tôi mê cái bụi lily này, rất là mê luôn. Nhưng mà cái loại này thì như đã thưa với quý vị là nó hơi kén ha. Cái khoảng 5 năm là mình lại phải làm lại đất cho nó thôi quý vị. Đánh hết mấy cái củ này lên xong rồi trộn đất lại, cho những cái phân bón cơ vào, xong rồi lại bỏ những cái củ mà nó đã hư để bị thúi, bị cũ đi, xong rồi trồng vô lại thì nó mới ra hoa quý vị. Chứ còn nếu mà mình mà cứ để nó tự nhiên thì từ từ cái hoa, số lượng hoa nó càng ngày nó càng ít dần đi, và rồi sau thì nó không ra hoa nữa luôn đó quý vị. Loại này thì nó trồng nó hơi khó, nên là mình trồng mình phải chăm bón kỹ hơn. Cứ 5 năm, khoảng 5 năm đó quý vị. Nghe nói 5 năm thì nhiều, nhưng mà nếu mà quý vị có một cái khu vườn đó mà nó có nhiều thứ để mình làm đó, thì 5 năm thì thấy cũng nhanh lắm. Nhưng mà nó vậy thôi quý vị ha, đâu có cái gì mà mình không làm mà mình có. Nên là bắt buộc mình phải làm, phải nếu muốn có hoa. Quý vị thấy như một cái đám như này. Một cái dãy luôn.
Và đây xin giới thiệu với quý vị cũng là một loại ly lì. Cái loại ly lì này thì nó màu cam quý vị. Nó nở thì không có được sai như cái ly lì hồng hồi nãy. Nhưng mà cái loại này thì nó rất là dễ trồng và nó lan tràn bằng rễ rất là nhanh. Cái cây nó thì nó cao, nó không có thấp như cái loại ly lì hồng kia. Nhưng mà cái hoa nó thì quý vị nhìn thì nó cũng đẹp, nó không có nét đặc biệt của nó. Nhưng mà đây chụp thì quý vị thấy là nó không có ra sai như cái ly lì hồng kia. Mà nó lên thì cái thân nó cao như thế này nè quý vị. Đó, nó cao như vậy đó. Thì mỗi cái nó cũng có một cái nét đẹp riêng. Nhưng mà cái đặc biệt của cái loại này thì là nó rất là dễ trồng quý vị. Không có cần phải chăm sóc nhiều. Mà nó lan tràn rất là nhanh. Nếu quý vị mà không có giờ nhiều để chăm sóc á, thì nên trồng cái ly lì này. Cái ly lì màu cam này, tại vì nó rất là dễ trồng. Và nó đẻ bằng củ nha. Nhưng là cái loại này mà một khi quý vị đã trồng ở vườn của mình rồi á, thì nó thuộc loại là rất khó để mà diệt nó, gọi là hard to kill. Nó nhiều khi quý vị bứng như cái bị dục rồi mà chỉ cần dính một chút cái củ hay cái rễ của nó thì nó lại lên. À, các loại này nó dễ nó kinh khủng như vậy đó. Và thưa quý vị, đây là một cái giống lily khác. Cái loại này nó có màu vàng và ở giữa thì nó giống như nó có cái màu cam màu hồng như quý vị thấy. Thì cái giống này thì tôi có ít thôi. Ở đây quý vị thấy nó có một cái nhánh chỉ có 3 hoa. Cái này nếu mà đẹp thì tôi có thì giờ đó thì mình sẽ nhân giống nó ra trồng nhiều. Như là cái loại hồng kia thì mình mới thấy nó đẹp. Quý vị, đây là một cái loại lily khác của chúng tôi ở trong vườn. Hôm nay tôi sẽ quay một cái clip và giới thiệu quý vị toàn những cái lily ở trong vườn thôi để quý vị xem. Tại mùa này đang là mùa lily nở đó quý vị. Đây tôi có một cái lily khác nè quý vị. Cái loại này nó màu cam mà tôi chỉ có một gốc thôi quý vị ơi. Đó, chụp để giới thiệu với quý vị.